Có ai như mình không? Món gì mà làm thất bại thì sẽ phải làm lại cho bằng được. Nhớ cái món ba chỉ quay giòn bì này, phải làm đến 2-3 bận mới biết cách làm sao bì nổ giòn, để nguội vẫn cứ là giòn tan. Hôm nay mình chia sẻ cách làm ba chỉ quay siêu giòn bất bại luôn. Thịt ba chỉ mua về chọn miếng có cả nạc và mỡ đều nhau, đem luộc sơ khoảng 15 phút, thả vài củ hành khô và ít gừng cho thơm, sau đó ngâm thịt trong nước lạnh 10 phút. Mình dùng dĩa châm bì thật kín, nhớ là châm bì thôi, vừa đủ không sâu quá, tránh châm phải miếng mỡ bên dưới. Khi nướng mỡ sẽ trào lên khiến bì khó nổ, rồi dùng dao khía vài đường. Khi bì nổ sẽ to và đẹp hơn. Cuối cùng mình phết một chút giấm lên trên. Mọi người có thể ướp hoặc không ướp phần thịt bên dưới. Không ướp thì thịt có vị ngọt tự nhiên. Bọc giấy bạc và để tủ lạnh cho bì thật khô. Sau 1 đến 3 tiếng mình lấy thịt ra và đắp muối kín miếng bì. Cẩn thận không muối rơi xuống phần thịt bên dưới sẽ bị mặn nha. Bọc giấy bạc như này và bỏ vào nồi chiên không dầu 200 độ trong vòng 30 phút. Lấy ra gạt hết phần muối bên trên. Có thể dùng máy sấy tóc thổi hết phần muối dính xung quanh. Sau đó bọc lại bằng một miếng giấy bạc khác, rồi tiếp tục cho vào nồi chiên 200 độ 35-40 phút. Xong rồi đây, thế là không phải đứng chiên chảo dầu cho văng mỡ tứ tung nữa. Bì thì giòn tan, còn phần thịt thì chín mềm không bị khô. Các bạn thử xem nha.